Bây giờ chúng ta tiếp tục với trận đấu thứ 6. Trận công đài thứ nhất đôi đầy Megati kỳ 82. Tuấn nhau bóng, không đều. Trận đấu này thì đại thủ Lê Minh Tuấn có một chút áp lực là anh phải cân bằng trận đấu này thì anh mới có cơ hội để bước sang trận đấu thứ 7. Ngược lại chị anh thì cũng phải quyết tâm thắng trận này để tránh trường hợp trận 7 thì rất là nhiều rủi ro. Một đều. Chúng ta thấy là sự quyết tâm của hai bên đã thể hiện ngay từ những pha bóng đầu tiên của trận đấu. Một đều. Này là đã học được học lớp mấy? Năm ba rồi. Cháy thôi, hai đều. Quả trả bóng vừa rồi quá hở của Lê Minh Tuấn. Quả giật rất là tốt. Ba đều. Bốn ba. Bốn đều. Năm đều. Năm sáu. Trận đấu tiếp tục 5-6.
Quay đầu về sớm quay lại kiếm mất tiêu vậy. Dạ. Qua hồi lúc đánh cờ xong có việc anh về luôn. Sao đánh thử chưa được anh? Nó hơi tinh, nó từng nó cặp bôi. Anh không đánh vài ngày anh quen cảm giác, lúc ấy nó sẽ control. Anh mới control nó được. Tại vì nó nảy hơn cái phong của anh, nhưng mà độ control nó cao hơn á. Anh đánh cứ đánh cái làm quen cái cốt cũng mất thời gian đó, lâu hơn là làm quen cái gai nè, cái mút bảy sáu bảy từ dạ dán ngay mút kia qua đi. Không anh cứ đánh, anh đánh khoảng chừng tuần là mới đầu thấy, anh thấy cảm giác cho nó. Cầm nó nhẹ hơn cái kia quá. Nhưng mà cầm lại cảm giác lại nó nhẹ hơn rồi. Biết sao? Tại vì á là cái anh đánh anh cảm giác bóng á, anh thấy cảm giác nó hơn, cho nên tự nhiên cảm giác cây vợt nó nhẹ hơn, nó gắn kết với mình nhiều hơn. Đó là cái mấy cầm trôn nữa đó. Cái cầm trôn này mới nửa tay nó mạnh mà. Đó là cái anh đánh chừng tuần là anh lại thấy nó cảm giác khác liền. Đúng vậy, thấy cũng có cạnh. Đúng rồi, cái cốt nó làm quen mất thời gian. Ván đấu rất là kịch tính. Bên này dẫn qua, bên kia dẫn lại và bây giờ là 80. Chị anh giao bóng. Cầu thủ trẻ đang rất là quyết tâm. Chúng ta hãy xem Lê Minh Tuấn bằng cái bản lĩnh của mình có thể khóa được set đấu này không. 90. Mười đều, rất căng thẳng. Quá, một pha hú hồn. Rồi giao bóng 10-11. No star. Không sao đâu. No star là không sao đâu. Ai Tuấn hả? Tuấn đánh ngay phần xoáy. Rơ cắt là rơ cắt giật kìa. Thay mình phải. Rơ nó cắt là nó phải đánh cái mình xoáy. Đánh cây kia nó kìm đấu nổi. Không tùy cái lối tập. Vẫn nữa tập bằng lấy mình xoáy này nữa. Là cắt nó phải quẹt nó làm ra nhanh nọ. Thì nó lại không. Ừ. Trái phải biến hóa. 10-11, chị anh vào bóng.
11 đều. Đúng rồi, tại vì cái bánh nó đi đụng ra. 11 đều. Rồi, tập trung cả hai bên. Lại thế mà. Hay lắm. Một quả Lê Minh Tuấn giao bất ngờ và không thể chuẩn bị được cái đòn đỡ lại khi đối thủ trả lại những bất ngờ. 12-11. Lên kia thôi. Và 13-11 rất là xuất sắc trong việc lội ngược dòng xe đấu vừa rồi. Như vậy kết quả của trận công đài thứ nhất là tỷ số 4-2 cho tay vợt công đài chị Quang Chi Anh.